Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình lại có một ít mẫu máy muốn review lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Để trước mắt các bạn đây thì hôm nay nó là một rổ máy, thì có từ những chiếc máy cũ đến những chiếc máy mới mà mình chưa từng review. Bên mình sẽ vào review luôn cho tất cả các bạn nhé. Thì bên mình nói trước là hàng phụ kiện bên mình luôn luôn là tặng để cho các bạn sử dụng được một con máy, chứ không thể nào để bán cho các bạn một con máy không. Và về phụ kiện bên mình bán ra, bên mình cũng vẫn bảo hành, nhưng mà bên mình sẽ bảo hành là chuẩn chỉ các bạn nhé. Và bây giờ đâu nhỉ, hôm nay là có một một bạn đấy gửi con phụ kiện về, một bộ phụ kiện về cho mình, thì mình cũng có bán cho bạn đấy là bán cho bạn đấy một bộ một con máy iPhone, và gửi cho bạn đấy là tổng là thành hai bộ sạc iPhone đó, và đều là hàng bảo hành. Nhưng mà đến cái bộ thứ hai bên mình gửi về, bạn đấy vẫn báo là bị lỗi như vậy. Sau đó là mình có bảo bạn đấy là gửi hộ mình cái bộ sạc đó về, thì thật là éo le, đó là cái bộ sạc đấy thì không phải là của bên mình. Ở bên mình của thì thực sự là dễ thì nhiều lúc nó cũng dễ thật, nhưng mà các bạn nó cũng phải một vừa hai phải thôi, vì cái bộ sạc nó thực ra nó không làm giàu gì cho các bạn. Bộ sạc đối với bên mình thì nó cũng rất là rẻ, nhưng mà cái mà bên mình đó là cái ưu phiền và cái gọi là gửi hàng đi cho các bạn nó rất là mất thời gian và nó thành sầu não, rồi bên mình báo với đầu bên kia nó không chuẩn ở cái đầu mà nhập hàng phụ kiện ấy. Thế hiểu sao các bạn, không phải là hàng phụ kiện của bên mình mà các bạn lại gửi về bảo hành như đúng rồi đó, thì mình thực sự là bên mình bán hàng có sao nói vậy, bán mình không biết là bên mình có thật hay không, nhưng mà cái đấy thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm nhận ra. Bây giờ bên mình bán hàng quả ngỏ cho các bạn mà bây giờ các bạn lại gửi cho bên mình cái bộ phụ kiện, đúng thật là mình hơi buồn. Hôm nay mình lại quay lại bán thôi, cái chuyện đấy nó bỏ qua, mình sẽ bán luôn cho các bạn. Đây là một chiếc LG V50S Thinkquy, bên mình còn một chiếc đó. Thì cái máy này thì ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin keng, có thể nói là hàng zin keng, bởi vì đây nó là một chiếc máy hàng A cộng. Về tất cả chức năng của nó thì đầy đủ, không lỗi lầm gì. Về ngoại hình của nó đây thì các bạn cũng thừa biết, đây nó một con máy rất là đẹp đây. Đấy, thi thoảng gọi là la lô một tí, gọi là tí như thế này thôi này. Đấy, thì rất là bé thôi. Đấy, còn lại để các bạn nhìn tổng thể thì đây sẽ là một con máy hàng zin đẹp 99 cho đến cận keng. Màn thì không hề xước. Đấy, màn rất là đẹp, rất là giữ gìn. Đấy, màn trong vắt sáng quắc như gương luôn. Bọn này thì nó là một sim một sóng, bởi vì V50S là một sim một sóng, chạy chip Snapdragon 855 đó. Nhưng mà con này thì có một cái đặc điểm, có một cái ưu điểm, đó là con RAM của nó lên đến 8GB, các bạn chạy đa nhiệm mượt cực kỳ luôn. Bộ nhớ của nó là lên đến 256GB, các bạn có thể lưu trữ thoải mái phim rồi ảnh rồi video các thứ của các bạn, các kỷ niệm của bạn lưu thoải mái luôn, cũng như là tài liệu đó. Về màn hình của con này thì độ phân giải của nó là Full HD cộng, và màn hình của nó là 6,4 inch đó. Về cấu tạo màn hình đấy thì ngoại hình của nó là một màn giọt nước các bạn nhé. Đó, vân tay thì ở trong màn hình, nói chung là vân tay bọn này ở trong màn hình thì rất là sáng trọng, các bạn cứ chỉ cần đặt như thế này cái là nó mở được khóa vân tay và rất là đẹp các bạn nhé. Đó, thì bên mình còn một cây duy nhất thì bán thanh lý cho các bạn với giá của nó là 4.100.000 các bạn nhé. Đó, còn một cây duy nhất thôi. Đấy, bán cho các bạn 4.100.000, tặng các bạn một bộ ốp lưng, một kính cường lực, một bộ cáp sạc và một tai nghe các bạn nhé. Đó, bên mình chỉ còn một cây duy nhất thôi. Đó, ok. Tiếp theo, bên mình vẫn bảo hành 3 tháng nữa, 1 đổi 1 nha, kể cả phụ kiện bên mình cũng bảo hành, mặc dù là hàng tặng thôi nhưng bên mình vẫn bảo hành các bạn nhé. Tiếp theo đến cây số 2. Cây số 2 sẽ là những chiếc Samsung Galaxy Note 9. Hôm nay bên mình có 4 cây. Đây, cây đầu tiên sẽ là một cây máy màu lâu, màu cà phê. Và cái màu này thì thực sự luôn là các bạn dùng mãi mãi luôn, không bao giờ sợ nó bị gọi là lỗi mốt hoặc là lỗi thiết kế. Cái dòng này về cái màu này của nó thì quá là nhã nhạnh và rất là sang trọng lịch sự. Đấy, con gái dùng cũng sang mà con trai dùng thì càng lịch lãm các bạn nhé. Đó, màu lâu cà phê này. Đó, các bạn nhìn thấy những con SH màu lâu cà phê đấy các bạn biết nhá. Và những cái màu lâu thì thường thường là những cái phiên bản đặc biệt. Đó, từ xe cộ thì chắc chắn nó phải là những cái bản đặc biệt rồi. Samsung Galaxy Note 9 bên mình thì tất cả đều là bản Hàn, 2 SIM
hay sóng online, RAM 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB. Về màn hình của nó là 6,4 inch, pin của nó là 4000, và nói chung đầy đủ tất cả chức năng, ví dụ như là nhận diện khuôn mặt hay là vân tay. Đó, camera thì chắc chắn rồi, một điều này thì không phải chê rồi, cực kỳ sắc nét luôn các bạn nhé. Đấy, cực kỳ sắc nét luôn. Để nói về camera thì bọn này không còn gì để chê rồi. Đấy, con máy này với ngoại hình của nó thì là một chiếc máy hàng Zinken. Đấy, có thể nói là hàng A cộng. Zin rất đẹp nhá, rất đẹp. Đó, Zin nguyên bản luôn. Dòng này thì nó là Zin nguyên bản, không tháo không mở gì cả, màn không ốm không đám. Đấy, không ám, không đủ ốm gì nhá. Đấy, không ám ố, không nêu ảnh, không chấm, không kim. Về tất cả chức năng thì đầy đủ. Thì cây này thì bên mình sẽ đang bán cho các bạn cây màu lâu, với giá của nó là 5.400.000 các bạn nhá. 5.400.000 đầy đủ chức năng, với các bạn sử dụng các cái app ngân hàng cực kỳ thoải mái. Đấy, cây màu lâu bên mình sẽ bán là 5.400.000. Tiếp theo vào cây màu đen. Cây màu đen với ngoại hình của con này đây thì là đây, nó con này thì nó hơi bạc chân sạc một chút thôi. Đây các bạn, rất là đẹp. Đây. Đấy, thi thoảng chấm tí mũi đốt này. Đấy các bạn. Chấm tí mũi đốt thôi. Đấy, còn rất con này rất đẹp nhá. Đấy, lưng đẹp này. Mặt đẹp này. Đấy. Đấy, màn hình thì trong veo luôn, không ám ố, không lưu hình. Hai sim hai sóng online. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5.300.000 nhá. Cái màu đen 5.300.000. Đấy, tôi để cho các bạn 5.200.000 luôn này, phá giá luôn các bạn nhá. Để cho các bạn cái màu đen này giá 5.200.000 đấy, nó chấm một tí này và xước một tí chân sạc thôi. Còn lại tất cả các thứ của nó đều đầy đủ, bút biếc đầy đủ nhá, chụp hình các kiểu, camera không cần phải bấm vào màn nhá. Nó đều là hàng ấy luôn, hàng điều khiển trên cái bút này và điều khiển từ xa. Đó, thì bên mình đang bán giá là 5.200.000 nhá. Vẫn tặng đầy đủ phụ kiện nhá. Ốp lưng, cáp sạc, rồi tai nghe. Cái số 3 sẽ là một cái máy màu trắng. Màu trắng là cái bạch mã không tử. Đấy, cái này với ngoại hình của nó thì có thể nó là một chiếc hàng zin đẹp keng luôn. Đấy, zin đẹp keng luôn. Về màn hình thì không ám, không ố, không lưu hình. Đấy. Hai sim, hai sóng, bút biếc đầy đủ các bạn nhé. Bút biếc đầy đủ, điều khiển từ xa đầy đủ các bạn nhé. Đấy. Cái này ngoại hình của nó zin đẹp thì bên mình đang bán các bạn với giá của nó là 5.400.000 các bạn nhé. 5.400.000. Đó. Vẫn tặng đầy đủ phụ kiện cho các bạn nhé. Tiếp theo đến một cây máy màu lâu. Một cây máy màu lâu. À quên, màu tím. Này hơi nhíu lọ. Đây là một cây máy màu tím này. Với ngoại hình của nó đây thì nó, bút nó hơi xước nhẹ thôi. Nhưng không, cái bút thì không nói đến, bởi vì nó hay là cái vật gọi là hay dùng nhất, hay bấm ra bấm vào. Về ngoại hình, viền của nó là zin đẹp luôn. Lưng cũng là zin đẹp luôn các bạn nhé. Lưng zin đẹp luôn. Đấy. Về màn hình này, ui dồi, sáng như gương luôn các bạn nhé. Cũng hai sim hai sóng, không ám ố, không lưu hình. Đấy. Bên mình sẽ bán cho các bạn cái con màu tím này, giá của nó là, đây để xem này, à đây, lưng đẹp luôn. Thì bên mình cũng bán cho các bạn giá là 5.400.000 nhá. 5.400.000, đây là màu tím khoai môn. Đấy, rất đẹp. Chung cái dòng Note 9 này là dòng flagship rồi, cho nên là để về nói về cái cấu hình cũng như là cái ngoại hình của nó thì cực kỳ là viên mãn các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo với mình sẽ có mấy chiếc, hôm nay về thêm được mấy chiếc S10 5G. Thì cây đầu tiên sẽ là một cây màu đa sắc. Cây đầu tiên sẽ là một cây màu đa sắc. Đấy, thì ngoại hình thi thoảng gọi là tí gọi là phe phẩy lông mèo thôi, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy, còn nhìn nhát qua là không thấy các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. Đấy, đây, zin đẹp luôn, màu đa sắc, lưng đẹp này, viền đẹp này, mặt này, mặt cũng đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, bọn này áp ủng đầy đủ hết các bạn nhé, áp vẫn nhảy nhá. Đấy, đây này màn hình này, không ám, không ố, không lưu hình.
dòng S15G này thì màn hình của nó là 6.8 inch đấy, và thanh RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Camera trước đấy thì đục khoét nổ rất là to, cũng như là camera sau. Thì đi đôi với thế thì cái độ led của camera thì các bạn thì không phải chê luôn, không chê được vào đâu luôn, cực kỳ sắc nét. Đấy. Cực kỳ sắc nét luôn các bạn nhé. Đó. Thì cây máy này hàng zin đẹp thì bên mình đang bán cho bạn giá là 5 triệu 800 nghìn các bạn nhé. 5 triệu 800 nghìn hàng zin đẹp. Đó. Ok. Đây là cây số 1. Giá 5 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Tiếp theo là vào cây số 2. Cây số 2 sẽ là một chiếc S15G nữa. Đấy, ngoại hình của nó zin đẹp luôn. Đấy, ủa, con này đẹp luôn nhé các bạn nhé. Cũng zin đẹp, nói chung là cũng thi thoảng gọi là sức phê phẩy tí lông mèo thôi. Như thế này là quá đẹp rồi. Lưng này đẹp lung linh. Màn thì màn chắc chắn là không ám, không ngủ, không lưu hình rồi. Con này thì bên mình đã kiểm tra hết rồi nhé các bạn nhé. Về cấu hình thì nó cũng giống như các máy kia thôi, RAM 8 bộ nhớ 256GB. Cũng là máy màu đa sắc. Thì bên mình cũng bán cho bạn giá là 5 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Tặng các bạn ốp lưng, cáp sạc rồi tai nghe các bạn nhé. Cái số 2 là 5 triệu 800 nghìn. Và bên mình bán hàng thì có ship code toàn quốc. Nếu bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình thì có thể là theo dõi video thêm một thời gian nữa. Còn nếu bạn nào đã tin tưởng cửa hàng rồi thì nếu ưng máy nào thì cứ nhắn tin, gọi điện theo số hotline bên mình để dưới màn hình và nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cũng như là cọc cho bên mình 100-200 nghìn tùy theo giá trị của sản phẩm các bạn nhé. Thì cái tiền cọc đấy sẽ trừ luôn vào tiền máy. Nếu bên mình gửi máy đến mà nó không đúng như là hiện trạng, không giống như mô tả thì các bạn có thể hoàn hàng về và lấy lại tiền cọc các bạn nhé. Tuyệt đối không lừa đảo, không chiếm đoạt lòng tin của các bạn để lừa đảo một vài trăm nghìn đâu các bạn nhé. Máy thì có sao nói vậy. Đây ví dụ như con màu đen này, lưng của nó rất là đẹp, lưng đẹp. Đây viền này, viền cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đấy viền này, đấy nói chung là đẹp luôn. Ồ con này tương đối đẹp các bạn nhé, đẹp luôn các bạn nhé, con này đẹp luôn. Màn hình thì chắc chắn rồi, không ám mố, không lưu hình, nó vẫn là một sim một sóng như hai con máy trước. Nhưng mà đây là con ngoại hình của nó là màu xám đen. Đó thì bên mình cũng đang bán cho bạn giá là 5 triệu 800 nghìn. Hàng đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, hàng đẹp luôn, zin đẹp. Đấy, không ám mố. Nếu mà như các kênh khác thì nó sẽ nói là hàng A luôn. Thôi bên mình cứ báo luôn hàng zin đẹp, không ám mố. Và cái giá của nó thì bên mình nhập rẻ thì bên mình sẽ bán cho bạn rẻ. Mà nhập giá cao thì bên mình cũng phải bán cho bạn giá cao nhé. Đó. Giá bên mình đang bán cho cái này là 5 triệu 800 nghìn các bạn nhé. Ô lại tiếp tục lại thêm một cây màu đa sắc nữa này. Một cây màu đa sắc nữa. Đây cây này thì ngoại hình của nó thì là nó hơi xước xước phe phẩy một tí này. Đấy, xước răm một tí thôi. Đấy, đây là do không dùng ốp, bất cẩn, không dùng ốp và không vệ sinh. Đấy, nó xước nhẹ một chút nhá. Viền này, viền phe phẩy. Nhưng lưng của nó thì đẹp luôn. Đấy, lưng thì đẹp luôn. Màn hình của nó thì cũng đẹp luôn các bạn nhé. Không ám mố, không lưu hình gì cả. Đó, về riêng về cây này, ngoại hình của nó tầm khoảng 97%. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5 triệu 700 nghìn nhé. 5 triệu 700 nghìn. Đây là cây số 4 các bạn nhé. Đó. Tiếp theo sẽ đến những chiếc LG. LG hôm nay đây thì cây này nó là một cây V40. Đây là mấy cái gọi là toàn bụi bẩn thôi. Đấy, lau đi là sạch luôn các bạn nhé. Về lưng con này thì nó là lưng đẹp luôn. Lưng đẹp. Viền con này thì nó sẽ là viền, đây mình xem luôn này. Đây này, thi thoảng mũi đốt này. Đấy, con này thì nó, à đây con này là nó hơi xước ở chỗ góc một chút nhé. Đấy, hơi xước nhẹ này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Xước rất nhẹ thôi, như đầu tắm thôi. Đấy, chân sạc hơi xước nhẹ này, viền này, đấy, viền à đây ở trên cũng xước nhẹ phát nữa nhá. Đấy kiểu như cái nhỏ như sợi tăm thôi. Màn hình đẹp, không ám ố nhé các bạn nhá, không ám, không ố, không lưu hình này. RAM của nó thì 6GB, bộ nhớ của nó 64GB, chạy chip Snapdragon 855. Đó, con này thì cấu hình như
Để mà nói chức năng thì nó như là V50 luôn, vân tay rồi nhận diện khuôn mặt, rồi camera đặt văn bản, màn hình cũng là 2K cộng và độ phân giải là 64 GB. À quên, gì nhỉ? Xin lỗi. Độ rộng của nó là 6,4 inch. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 2 triệu rưỡi, máy một sim một sóng các bạn nhé. 2 triệu rưỡi thôi. Các bạn mua những chiếc máy này về để trải nghiệm hoặc là xem video thì mình khẳng định luôn các bạn không bao giờ chê được dòng này. Đấy, camera của nó cực nét, màn hình của nó thì cực đẹp rồi. Đấy, đây là cái số 1. Thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 2 triệu 500 nghìn. Tiếp theo đến cây số 2. Cây số 2 sẽ là cũng là một chiếc LG V40 ThinQ. Cái này đây thì nó hơi xước chân sạc này. Xước chân sạc. Đấy, còn lại đẹp này. Đấy, còn lại đẹp luôn nhá. Đấy thì thi thoảng cũng có chấm chấm một tí thôi. Nhưng con này chấm rất ít. Đấy, chấm rất ít nhá. Đấy, con này đẹp này. Lưng đẹp này. Đấy, màn cũng đẹp luôn. Màn đẹp luôn. Đó, thì bên mình sẽ bán cho bạn cây máy này giá là 2 triệu 600 nghìn nhé. Xước mũi chân sạc thôi. Cấu hình của nó thì hơn 2 triệu. Các bạn đã sở hữu chip Snapdragon 845 thì mình nghĩ là không quan trọng ngoại hình nữa rồi. Đấy, để mà tầm hơn 2 triệu đã có chip Snap thì thực sự là quá tuyệt vời. Cây số 2 giá là 2 triệu 600 nghìn các bạn nhé. Tiếp theo đến LG G8 thì hôm nay bên mình cũng có hai chiếc LG G8 ThinQ. Con này thì ngoại hình mặt lưng của nó đây thì là nó có xước nhẹ nhá. Lưng thì xước nhẹ này. Đấy, lưng xước nhẹ, đấy, lưng xước nhẹ thôi. Đấy. Viền này. Viền thì đẹp nhá. Viền đẹp. Viền đẹp nhá. Đó, màn hình cũng đẹp nhá. Ô, con này lại có sim ở đây. Bạn đợi mình chút, mình bỏ cái sim này ra. Chắc là sim bên mình test máy thôi. Ô, sim vẫn còn tiền luôn. Để mình xin kiểm tra xem là sim nó là mạng gì. À, sim Mobi các bạn nhé. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Đây một chiếc LG G8, con này là màu xanh. Xanh ngọc Dục Bảo các bạn nhé, xanh đen đấy. Đó. Thì cái máy này thì ngoại hình của nó thì nó hơi xước sát nhẹ một chút ở lưng thôi. Còn lại là đẹp. Còn lại là đẹp các bạn nhé. Đây, xước nhẹ chân sạc này. Nhẹ tí thôi. Đấy, màn đẹp không ám ố. Cái dòng LG G8 ThinQ này thì cấu hình thì lại hệt như là V50, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Chip Snapdragon 855. Màn hình của nó cũng độ phân giải 2K cộng nhưng mà độ lớn của nó chỉ có 6,1 inch. Pin của nó thì 3.500. Đó, thì giá của nó thì rẻ hơn khá là nhiều. Thì cái này bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu các bạn nhé. Con G8 ThinQ này bán cho các bạn giá là 3 triệu này. Rất là rẻ luôn. Đây cái số 1. Giá 3 triệu nhé. Tiếp theo đến cây số 2. Đấy, cây số 2 là một cây là tương đối đẹp. Đấy, lưng nó cũng xước nhưng mà xước rất nhẹ. Xước nhẹ hơn. Đấy, đây là keo nhé các bạn nhé. Đấy, các cây keo này bên mình nhiều lúc vệ sinh cái keo này là nó bị vương vào các cái kẽ này thì các bạn thông cảm nhé. Đấy, con này thì đẹp này. Chưa thấy cấn móp, chưa thấy xước nặng. Đấy, con này có thể nói là hàng đẹp 98% này. Màn hình này. Để nói về cái màn hình của G8 ThinQ này thì quá đẹp, công nghệ quá miên man. Vân tay, rồi nhận diện khuôn mặt, rồi nhận diện bàn tay luôn các bạn nhé. Nhận diện hẳn cả bàn tay luôn. Để bàn tay như này là mở luôn quả màn hình. Không ám, không ố, không lưu hình. Đó, cây máy này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu 100 nghìn các bạn nhé. 3 triệu 100 nghìn. Đấy. Giá thì nói chung là mình báo giá cho các bạn luôn. Cây số 2 giá 3 triệu 100 nghìn các bạn nhé.
Tiếp theo đến một chiếc Samsung Galaxy A51 Thinh Quy. À quên nhầm. Hôm nay nói nịu hơi nhiều. Đây là con Samsung Galaxy A51. Nói nhầm sang LG. Đó, đang quên miệng. Con này đây thì về cấu hình của nó, nó là một chiếc bản Việt cho nên nó sẽ có hai SIM, hai sóng online. Đấy, hàng Samsung chính hãng luôn. Về cấu hình, RAM 8GB bộ nhớ 100 RAM 6GB bộ nhớ 128GB. Về pin của nó là pin 5001. À quên 4000 nha các bạn nhé. Mình xin lỗi các bạn, hôm nay bên mình nói hơi sai, hơi nhiều nọ. Đó, viên pin của nó 4000, camera 4 mắt. Đấy, đèn flash. Công nghệ thì có vân tay ở trong màn hình, nhận diện khuôn mặt. Đó, rất là nhiều chức năng và màn hình rộng. Đấy, rất rộng luôn các bạn nha. Màn hình 6.6 inch, 6.7 inch, rất rộng luôn. Đấy, pin khỏe. Viền của nó đây thì nó có hơi xước nhẹ chân sạc, hơi xước nhẹ một tí thôi. Bên mình đang bán thanh lý cho các bạn, giá của nó là 3,5 triệu các bạn nhé. Hàng Samsung chính hãng Việt Nam, 3,5 triệu. Đấy, pin rất khỏe luôn, bọn này pin để bao nhiêu ngày chờ không hết pin luôn. Và tiếp theo nữa đến những chiếc Samsung Galaxy S10. Đây là S10 bản Nhật thì đã chạy ROM quốc tế. Và bọn này thì RAM ROM của nó thì RAM 8GB, ROM của nó là 128GB. Đấy, chip Snapdragon 855 cực kỳ khỏe luôn. Để nói về dòng series 10, nếu mà đã là chip Snap rồi thì các bạn yên tâm. Và bên mình hôm nay có hai màu chủ đạo, đó là màu trắng sứ và màu xanh. Đó, những cái chiếc máy này thì tất cả đều là hàng A. Đấy, tất cả đều là hàng A này. Tất cả các chức năng bên mình đều đã test ok hết rồi này. Đấy, test ok tất cả các thứ rồi. Vậy các bạn chỉ việc nắp SIM vào dùng thôi. Và những chiếc máy này, đây là những chiếc máy của store bên Nhật. Đây toàn chữ Nhật đấy các bạn ạ. Toàn là store bên Nhật đấy các bạn ạ. Đấy, về các bạn dùng tẹt ga luôn. Hàng này thì cam kết với các bạn zin nguyên bản nhà sản xuất luôn. Màn đẹp không ám không ố. Ngoại hình tất cả đều đẹp 98-99%. Nguyên áp suất. Nguyên áp suất luôn. Đấy, áp suất này đấy, nhảy tương tương luôn. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 5,2 triệu. Tặng một ốp lưng, một bộ cáp sạc và một tai nghe. Đấy, cũng như là miếng dán bên này cũng bên mình cũng có. Đấy, cấu hình cực cao. Đó, thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó 5,2 triệu nhá. Đó, bạn nào yêu thích màu nào thì alo cho bên mình, có màu xanh và màu trắng. Đấy, tất cả đều đẹp, nó xước phẩy la lô nhẹ lông mèo thôi. Đấy, màu trắng này. Đấy, ok nhá. Bạn nào yêu thích thì alo cho bên mình. Tiếp theo nữa đến một chiếc Note 10, một chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus bản 5G Hàn Quốc, màn hình 6.8 inch, pin của nó là 4200. Đấy, màn hình Dimerlic luôn các bạn nhé, cực LED luôn. Đấy, màn đây thì nó có hơi bị xước ám nhẹ chỗ này thôi, hơi ám nhẹ chỗ viền này, bởi viền này thôi các bạn nhé. Nhưng ở cạnh viền thì nó lại không ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến độ hiển thị. Về SIM thì nó là 2 SIM. Các app ngân hàng thì bên mình đều đã fix hết rồi. Đây, các app ngân hàng thì bên mình đều đã fix rồi. Và có nhiều trường hợp đó là đang dùng tự dưng lại không vào cái app ngân hàng thì bên mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Bên mình sẽ để một cái app cái hình của đầu con mèo này. Một là chữ fix, hai là chữ fix chữ ẩn root, hai là fix app ngân hàng các bạn nhé. Đấy, fix ngân hàng. Đó thì các bạn chú ý không xóa cái này cho mình nhé. Khi các bạn tải các cái ngân hàng về, đấy, ví dụ như Vietcombank này, TPBank này, BIDV này, Agribank này, MBBank này, VPBank. Đó. Thì nếu mà những cái ngân hàng khác nữa hoặc là tự dưng đang dùng nó bị không vào được thì các bạn vào cái hình đầu con mèo này nhá. Đây, hình đầu con mèo này, hay là đầu con Android đấy. Bạn vào đây. Đấy. Sau đó các bạn vào cái hình bánh xe ở trên cùng này. Hình bánh xe cài đặt này. Cài đặt. Sau đó các bạn tìm cho mình cái dòng chữ là định cấu hình nhá, định cấu hình delay list này. Đấy, định cấu hình.
các bạn kích vào định cấu hình đó thì nó sẽ chạy ra các cái như thế này. Nếu các bạn tải bất kỳ ứng dụng nào nó cũng sẽ vào cái nít này hết các bạn nhé, tất cả ứng dụng đều vào cái nít này hết. Và các cái app ngân hàng bên mình fix chủ yếu là MB rồi BIDV TP các kiểu này đấy, thì các bạn nào mà nếu mà không vào được, ví dụ Agribank này như thế này là không vào được này, thì các bạn tích hộ mình vào cái dấu này cho nó thành chữ V đấy. Đấy thì các bạn sẽ vào được app Agribank bình thường nhé. Và các bạn chú ý không xóa, không xóa được cái app này nhé. Đó, để cho các bạn sử dụng cho ổn định. Đấy, để đi sâu vào dòng lốt 10 Plus 5G này, thì cái này nó là bản 2 SIM fix app ngân hàng rồi. Bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 7 triệu đồng các bạn nhé. Giá chỉ có 7 triệu thôi. Nó hơi xước nhẹ một chút ở đây, hơi xước nhẹ một chút ở bên này. Đấy, cái nó hơi ám nhẹ các bạn nhé, hơi ám nhẹ một chút thôi, nhưng mà đẹp luôn. Tất cả zin nguyên bản, hai sim hai sóng, bảo hành 3 tháng nỗi 1 đổi 1. Đó, bên mình bán cho bạn giá chỉ có 7 triệu thôi nhá. Đó, vậy nào hôm nay bên mình view xong chiếc máy đang có ở kênh của bên mình, thì mong rằng các bạn yêu thích kênh nào thì có thể alo cho bên mình, và chúc các bạn sớm tìm được những chiếc máy ưng ý. Bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.